chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Trước khi đề về những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU chốt ký thần đồng ghi 172 bàn trên 176 trận. Eric Ten Hag và con đau đầu dễ chịu ở MU. MU sẵn sàng kích nổ hợp đồng 60 triệu euro. Và có rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU sẵn sàng kích nổ hợp đồng 60 triệu euro tờ AS đưa tin đội chủ sân Oxford đã gia nhập cuộc đua với Bắc Sa để giành chữ ký của Martin Zubimendi, người có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu euro. Tờ báo Tây Ban Nha cho biết, MU đã theo dõi sát sao cầu thủ 23 tuổi này trong các trận đấu gần đây giữa hai đội ở Europa League. Mùa này, anh có trung bình gần 2 pha tắc bóng và một lần đánh chặn mỗi trận. Anh cũng gây chú ý với khả năng không chiến, với tỷ lệ thành công là 75%. MU nhận cú hích Delanray Ký giả Fabrizio Romano trước đó xác nhận đội chủ sân Old Trafford rất muốn chiêu mộ số 41 của West Ham. Mới nhất, nhà báo Romano tiếp tục khẳng định Rai sẽ chia tay West Ham trong 2023. Nhiều khả năng bom tấn này sẽ được kích hoạt sau khi mùa giải 2022-2023 khép lại. Do đó, thời cơ đang mở ra với MU. Hợp đồng của Rai có thể hạn đến năm 2024, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Hai cũng khẳng định anh muốn đến một câu lạc bộ lớn để tìm kiếm danh hiệu. Delan Rai khẳng định, tôi thấy những người bạn của mình chơi ở Championship giành được những danh hiệu lớn bạn chỉ có một sự nghiệp và khi kết thúc sự nghiệp bạn muốn nhìn vào những gì bạn đã giành được football transfer đưa tin mẫu có kế hoạch chiêu mộ ít nhất một tiền vệ đẳng cấp trong mùa giải tới và delanray lại được nhắc đến phong độ của west ham mùa này khá tệ với 9 thất bại sau 15 trận ngoại hạng anh và chỉ cách khu vực xuống hạng đúng một điểm vì thế delanray bắt đầu nghĩ đến môi trường lớn hơn hơn nữa hợp đồng của anh với West Ham cũng chỉ còn thời hạn đến năm 2024 nên chia tay vào cuối mùa là hoàn toàn có thể xảy ra. MU sẽ bán phép để dọn đường đón Rai, họ đang hy vọng số tiền 80 đến 85 triệu bảng sẽ giúp West Ham nhà ngôi sao của mình. Từ nay đến hè 2023, nếu đội bóng thành London không gia hạn hợp đồng thành công với Rai, họ sẽ phải xem xét những lời đề nghị ở hè năm tới. Đây là rai sẽ là giải pháp quan trọng để Erik Ten Hag xây dựng đội hình độ sức đua tranh danh hiệu ngoại hạng Anh. Ngoài MU thì Liverpool và Chelsea cũng được cho là sẵn sàng chiêu mộ ngôi sao 23 tuổi. Ten Hag muốn đưa MU trở lại đỉnh cao của thế giới. Erik Ten Hag khẳng định ông muốn đưa MU trở lại với đỉnh cao của bóng đá, nhưng nhiệm vụ này sẽ mất nhiều thời gian. Daily Mail dẫn lời chiến lược gia người Hà Lan, đó là một thử thách lớn và tôi thích nó, nó mang lại cho tôi năng lượng, và tôi muốn cung cấp mọi thứ trong khả năng của mình để đưa đại bóng trở lại với nơi mà chúng tôi thuộc về, đó là đỉnh cao của thế giới. Ngay từ đầu, tôi đã biết đó là một quá trình thú vị và cũng đầy khó khăn, bởi vì tôi nghĩ rằng MU đã bị bỏ xa ở những tiêu chuẩn cần có để đứng đầu. Vì vậy, tôi làm việc trong suốt 5 tháng qua về quy trình này và như bạn đã thấy, nó lên xuống thất thường. Đôi khi, bạn phải trải qua những màn trình diễn tệ hại, những trận thua để trở nên tiến bộ hơn và rút ra cho mình bài học. Ngoài ra, đôi khi bạn cũng phải ý thức được rằng bạn đang không ở một vị thế mà mình mong muốn và bạn cần phải nỗ lực thực sự chăm chỉ. Tôi có cảm giác rằng chúng tôi đang đi đúng hướng và tôi thì khá thiếu kiên nhẫn. Tôi muốn giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu và đứng đầu giải đấu, nhưng tôi biết đó không phải là hiện thực. Có trình này rất cần thời gian, nhưng khi chúng tôi không ở một vị thế mà đáng lẽ ra mình phải đạt được thì có gì đó không ổn. MU chốt ký thần đồng ghi 172 bàn trên 176 trận. Theo Kyle of Sye, đội chủ sân Old quyết định đưa Enric Felipe vào tầm ngắm và hiện đang tăng cường theo dõi tình hình của cầu thủ này. Enric cũng sớm có một dấu ấn đáng nể trong sự nghiệp chơi bóng của mình khi trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử từng ghi bàn cho Palmeiras. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, thì MU đang quan tâm tới tương lai của tiền đạo Enric Felipe của Palmeiras. Mặc dù mới chỉ 16 tuổi, nhưng sao mai người Brazil đang thi đấu tuyệt hay với hai bàn thắng và 4 kiến tạo từ đầu mùa. Được biết, Eric Felipe gia nhập đội trẻ Palmeiras từ năm 11 tuổi và đã ghi tới 172 bàn thắng sau 176 trận đấu. Chính vì sự xuất chúng này, một đội bóng ở xứ sở Samba đang hết giá lên tới 60 triệu euro cho chàng trai mới chỉ 16 tuổi. Dù vậy, MU chắc chắn sẽ phải cạnh tranh rất gắt gao với Arsenal, Real Madrid và cả Man City cho Eric Felipe. Eric Ten Hag và con đau đầu dễ chịu ở MU trước khi World Cup diễn ra. Bên cạnh hàng công thì vị trí trung vệ khiến cho Eric Ten Hag khá đau đầu. Ngoài Lisandro Martinez thì những đối tác của anh đều có vấn đề. Rafael Varane hay dính chấn thương, Harry Maguire sa sút phong độ, còn Lindelof thi đấu tròn vai nên cũng chỉ là phương án tạm thời. Tuy nhiên, sau giải đấu ở Qatar có thể mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều với quỷ đỏ. Khi nghe tin Didier Deschamps vẫn quyết định gọi Varane lên đường sang Qatar, nhiều cổ động viên của quỷ đỏ đã nổi giận bởi khi anh ấy đang điều trị chấn thương. Tầm quan trọng của cựu sao lớn thế nào thì ai cũng rõ mỗi khi Varane đã cặp cùng với Martinez thì hàng thủ quỷ đỏ chơi chắc chắn hơn trông thấy. Phần lớn trong các trận mà cặp Varane Martinez đá chính thì đề ga giữ sạch lưới. Cho nên, điều mà một số cổ động viên mà nguyện cầu là Varane không kịp sự World cấp mà nếu có thì cũng ngồi dự bị càng nhiều càng tốt. Nhưng cuối cùng, Varane không những đến Qatar mà còn đang là nhân tố chính nơi hàng thủ của tuyển Pháp. Trung vệ đang chơi cho MU vẫn cho thấy đẳng cấp thế giới của mình. Khi chỉ huy hàng phòng ngự gà chống qua từng trận đấu và làm nạn lòng nhiều chân rút xuất sắc, Mới đây nhất, Robert Lewandowski của Ba Lan nhìn Varane đang tung hoành tại World Cup, cổ động viên quỷ đỏ hẳn vừa mừng vừa lo vì chẳng biết khi nào anh tái phát vấn đề sức khỏe và cầu mong sau anh rời Qatar mà không dính chấn thương nào. Cũng đang tỏa sáng tại Qatar và có phần ấn tượng hơn cả Varane là đội trưởng Harry Maguire. Có thể nói trung vệ tuyển Anh đang là hiện tượng của mùa World Cup năm nay, phải nhận biết bao chỉ trích trong và ngoài nước, thậm chí khi trung vệ nào chơi kém người ta lại mang Maguire ra so sánh nhưng sau tất cả, người đội trưởng của MU đang thể hiện những màn trình diễn tuyệt vời cùng với Tam sư. Suốt vòng bảng đến trận gặp Senegal vừa qua, Maguire luôn chơi hay và ổn định. Anh được giới chuyên môn đánh giá vượt trội hơn so với các nhân tố khác nơi hàng thủ Tam sư. Rõ ràng, khi chút bỏ được mọi áp lực và chơi bóng bằng tinh thần thoải mái nhất, người ta lại thấy được một Maguire xuất sắc tại Euro 2020. Đây rõ ràng là lời nhắn gửi đầy trọng lượng đến Ten Hag rằng anh đã sẵn sàng cạnh tranh với một vị trí chính thức nơi hàng thủ MU sau khi World Cup kết thúc. Trong khi đó, Lisandro Martinez dù không đá chính thường xuyên nhưng cũng đã để lại phong độ tốt mỗi khi được trao cơ hội ở tuyển Argentina. Đó là điều Eric Ten Hag cần vì anh sẽ có cơ hội duy trì phong độ thi đấu. Như vậy cho đến lúc này, cả bốn trung vệ của Eric Ten Hag đều khỏe mạnh và ba trong số đó vẫn duy trì phong độ cao. Nếu mọi thứ tiếp tục như vậy thì sau khi World Cup kết thúc, Erik Ten Hag sẽ phải đón nhận một cơn đau đầu dễ chịu khi lựa chọn trung vệ ra sân cho MU. Jadon Sancho thui chột từ đội tuyển Anh đến MU. Sancho là cái tên rất triển vọng kể từ mùa giải khi chơi bùng nổ trong màu áo của Dortmund. Sau đó thì anh đã trở thành bom tấn của MU với mức giá là 72 triệu bảng. Sau khi gián tiếp khiến đội tuyển Anh lỡ mất chức vô địch Euro trên sân nhà, Sancho đến với MU với rất nhiều sự kỳ vọng dù vậy ở mùa giải vừa qua mức giá 72 triệu bảng vẫn là quá lỗ so với đội chủ sân Old Trafford sau so màn trình diễn của tiền đạo sinh năm 2000 dưới thời xôn xa và Rangnick. trong chuyến du đấu hè của MU, Sancho được đánh giá là cầu thủ chơi hay nhất trên hàng công và người ta đã tin rằng anh đã gặp đúng người thầy của mình. bàn thắng vào lưới Liverpool của anh tại vòng 3 ngoại hạng Anh càng khẳng định chắc chắn hơn điều đó. dù vậy kể từ thời điểm đó, Sancho bất ngờ trứng lại và có phần thụt lùi đi. cầu thủ này vẫn không thể cải thiện được thể lực của mình không tạo quá nhiều đột biến khi cầm bóng và thường xuyên làm lỡ nhịp tấn công của toàn đội. Giờ đây, cánh trái của MU đã có sự nổi lên của sao trẻ Garnacho cùng với đó là Rashford và viễn cảnh Sancho lên ghế dự bị sẽ chỉ là thời gian nếu như mà cầu thủ này không có sự thay đổi. Với phong độ như vậy, quá dễ hiểu khi Sancho không được tin tưởng tại đội tuyển Anh. Trong danh sách tham dự World Cup của Tam Sư mới được công bố, hoàn toàn không có tên tiền đạo này khi vị trí đó vẫn còn những Foden Saka, Sterling hay là Rashford. Tương lai đang rất u ám dành cho Sancho từ màu áo tuyển tới câu lạc bộ, có thể khẳng định rằng đây là một bom xịt của MU sau gần 2 mùa giải và cánh cửa trở lại đội tuyển Anh của Sancho có lẽ vẫn còn rất xa vời. Việc được sắp xếp tập riêng Lan là khoảng thời gian để chính Sancho kiểm điểm lại bản thân và thay đổi nâng cao kỹ năng để tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Ten Hag. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!